xin chào mọi người, lại là mình Didi đây. Thì hôm nay Hằng đã bị lãng quên đã quay trở lại rồi nè mọi người, với trang phục mới là bộ đồ vải bơ cực kỳ cute luôn á. Và đây là những gì mình đã được từ sáng tới giờ nè, mời mọi người xem nhé. Thank you.
Cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình. Chúc mọi người có thật vui vẻ nha.